Nó có bạch tuộc cả nhà ơi. Đây, trời ơi, trà bá luôn nè. Nó nằm ở dưới cái lớp nước mờ mờ này cả nhà. Trời ơi, nó bự. Con rắn nó đang bò xuống này cả nhà. Này rắn bự bự không nè. Đó, thả chưa? Thấy mày rồi nha. Ôi. Xin chào cả nhà. Tối nay Nghĩa sẽ đi soi đêm nha cả nhà. Hôm nay Nghĩa sao không có đi vô trong rừng mà mình đi ngoài bãi nha. Ồ, đây có con cá ống sao kìa. Này Nghĩa mang bao tay này, cho nên mấy con này Nghĩa sẽ bắt được. Ê, rồi. Sơ hở cái là nó bay đi liền cả nhà. Lâu quá rồi không có đi soi bãi cả nhà. Do cái nước mà để nó lớn đêm vậy nè, mình khó canh lắm. Mấy cái bữa mà mình đi được á, thì mấy bữa đó Nghĩa bận rồi. Tại vì đi được một con nước, mình đi được có 1-2 ngày là bắt đầu nó nước nó xây, nó trễ hơn hoặc là nó sớm quá cũng không có. Giờ cứ nước lớn tới đâu mình đi theo tới đó thôi. Hy vọng là hôm nay sẽ may mắn tìm được cái gì đó cho cả nhà xem. Nay cũng hết mùa bạch tuộc rồi cả nhà. Bạch tuộc bây giờ gọi là hên xui á. Nếu hên thì mình vẫn gặp nó. Nước mát quá. Bữa nay thì vẫn còn sớm cả nhà. Giờ này chắc khoảng 8 giờ tối. Mình đi hết con nước này chắc khoảng tới 10 giờ thì có về. Đi soi bãi này mình đi theo nước lớn. Nước lớn đầy rồi mình nghỉ. Đây, Nghĩa thấy con bạch tuộc rồi nè cả nhà. Ồ, con này cũng bự ạ. Đưa nước lớn nó lên nó kiếm còng nó ăn đó cả nhà. Mình gặp mình cứ việc lụm thôi. Có con để dằn túi rồi. Chiến lợi phẩm đầu tiên. Có cái để dằn túi rồi nghe. Hy vọng là sẽ may mắn. Ồ, rắn nè cả nhà. Vừa lụm con bạch tuộc là có cái để bỏ vô liền. Ồ, con rắn này sao nó không có sọc, không có gì nha, nó vàng khè vậy. Này rắn nước cả nhà. Không có độc nha. Loài này ở Nghĩa rất là nhiều. Ban đêm nó lên bãi đầy luôn. Cá này. Em như chụp cá không sao này. Mày gì không chạy hả mày? Chụp con bự con nhỏ nó nhảy. Đây có con nữa kìa. Chậm lại. Ui 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 ui. Không có cái nơm, nhưng có cái nơm là nhớ bắt được. Nó nghe mình đi mạnh quá đó. Con cá này nó ngại âm thanh thôi. Kiểu mấy cái chuyển động mà ở dưới đất mình đi mạnh quá nó hết hồn nè. Con này đang núp dưới nước nè. Đụm. Cá ống sao ban đêm dễ chụp thôi nè. Y chang như cá thòi lòi trong rừng. Không thấy đường. Ở đây có con rắn rất là bự luôn nè cả nhà ơi. Cả nhà coi nó mập này. Ú hù luôn. Lụm.
Gắn nước cỡ này là bự rồi đó. Đúng nghiệp. Con này nó mập ghê. Giờ này nước nó chưa có lớn lắm cho nên là rắn nó chưa có lên nhiều. Chút xíu nữa nó gần vô mé rừng nó có nhiều hơn. Ở đây con rắn nữa nè. Lụm. Con cây đèn của Nghĩa nó bị hư rồi cả nhà ơi, nó muốn hết pin rồi. Con Nghĩa xài một cái luôn á. Nên nó chớp chớp khó chịu quá. Đứng im. Đứng im. Con cá không xào cả nha. Nãy giờ nó đi nó nhảy trước mặt mình hoài luôn. Hey, có con bạch tuộc cả nhà ơi. Đây. Trời ơi, trà bá luôn nè. Nó nằm ở dưới cái lớp nước mờ mờ này cả nhà. Trời ơi, nó bự. Cuối mùa rồi cho nên con nào cũng bự cả nhà ơi. Trà bá luôn. Hai bé. Coi lý nha. Rắn nữa nè. Rắn lên. Đây một con nữa cả nhà ơi. Cái bóc bỏ túi thôi. Nước đang lớn lẹ ghê luôn. Chạy vô ào ào luôn. Hôm nay mới có, chưa có vô nước rong nữa mà nước này bắt đầu lớn rồi. Con rắn nó đang bò xuống này nha. Này rắn bự bự không nè. Đó, đã chưa? Rắn này bầm xào ngon lắm. Nghĩa thì lại thích nướng. Nướng mọi cái này, xé ăn, đã lắm. Trộn gỏi ăn cũng ngon. Ê, đây con nữa nè. Rắn bự. Này rắn con nào cũng lấy bự bự không. Con này như nó mới ăn con cá nè. Cái bụng nó còn như con cá luôn. Chụp cá nữa nè cả nhà. Chụp con này phải lẹ. Không lẹ là nó nhảy liền à. Nó nhạy hơn cái thằng lội trong rừng. Dội. Ê, đứng lại. Cá bự không cả nhà ơi. Con cá kho tiêu à. Đây nữa nè. Mày. Cá bự quá trời luôn đó nha. Kiếm chừng chục con rồi. Được ngồi cá kho. Bay qua cái mương á. Này được con rắn nữa này cả nha. Đêm này có bộ rắn nó cũng lên nhiều lắm à. Trời ơi, khó chịu gì.
Hey, được con bạch tuộc nữa nè cả nhà ơi. May mắn chưa? Đó. Thì là hết mùa rồi nhưng mà kiếm vài con thì vẫn ok nha. Chừng cũng may mắn mới kiếm được đó cả nhà ơi. Chứ mùa này kiếm được nó cũng hơi bị chua. Mùa này đóng đáy thì vẫn còn lại trai. Tầm tháng tháng mấy nữa chắc không có nhiều nữa đâu. Con cá này nó thấy nghĩa rồi mà nó nằm hụp xuống này. Nó trốn. Nó suy nghĩ là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nó nghĩ là không ai thấy nó. Ôi nước lớn lẹ quá trời luôn. Ê bạch tuộc nữa này cả nhà. Trời ơi, con nào con nấy chà bá luôn. Ủa sao nó ôm cái trái mắm này làm gì kìa. Đừng nói mẹ ăn trái mắm nha. Nghĩ ăn còng nay chuyển sang ăn chay hả. Nó ôm cục trái mắm nghĩa thế nó tha đi đâu cả nhà. Tính ăn hay sao này. Ồ, 4 con. Có lý nha. Qua khu kia đi. Bây giờ nó ngập lúc rồi. Đi lẹ để nước nó lên nữa. Nè, rắn rồi. Ừ con rắn nó mới ăn con cá cái bụng nữa nè, bụng thừ lừ luôn, nhỏ xíu. Nó bắt cá con xào nó ăn. Ừ, rắn nữa nè. Con này nhỏ quá. Tiếp tục có cá kho cả nhà ơi. Cá kho nè. Cảm sao con nào lấy bự bự à. Khỏe hơn đi đạp nè. Bắt kiểu đó khỏe hơn đi đạp nhiều. Chưa kịp quay lại nữa, ở đây nó ngập hết tiêu hết rồi cả nhà. Ê, con rắn này. Con này trắng dữ vậy. Con này trắng phiếu rồi. Ê, bạch tuộc nữa nè cả nhà. Nè, cỡ này nấu mì mới ngon nè. Mà cỡ này thường thì nghĩa bắt về như câu cá. Nó móc nguyên con dục câu. Hồi trước cha Nghĩa cũng móc con mực gì đó, móc nguyên con ngâm sao bữa đó hên dính con cá sấu cả nhà. Đợt mình bán con cá sấu được mười mấy triệu, nay cũng lâu lắm. Ồ, con rắn này. Rắn bự, rắn bự. Này nghe nha. Ê, chui đâu vậy? Bùa hống. Quá trời bùa hống rồi. Im coi. Bùa hống nó thấy đèn nó lại á. Bu à. Mày hả bạn? Người ơi hên cái nha. Nè. Xíu chút nữa rồi tẩu thoát rồi. Ê con rắn nó bò vô kìa. Rắn nó bò vô ngay chân nghĩa luôn. Rắn bự luôn nè cả nhà.
Nghe không? Bò lẻ lẻ thì chứ. Nghĩa mới thấy nó đằng kia. Nó rồi hụt 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 hụt. Cho mình vô luôn. Tự nập mà. Còn có con phỉnh này là nó chưa ngập. Thấy mày rồi nha. Lộ chấm chấm chấm. Đi vòng vòng đây kiếm kiếm cá nè. Đây được con này cả nha. Con này hiền nè. Gu. Đi hết cái đường này nữa à. Đi về. Có màu nắng để em nào nhá. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Bữa nay thu hoạch cũng kha khá. Kiếm ăn được. Đi vô cả nhà. Trong cái thùng này là bữa Nghĩa đi soi còn nè cả nhà. Còn rộng đây nè. Nghĩa chưa có bán. Gom nhiều nhiều rồi Nghĩa mới đi bán một lần luôn. Hôm nay con bò mà. Ôi. Con nào nấy bự bự không ha? Ê có con rắn mà cái bụng bự bự đó sao giống nó ăn con cá. Ghê quá nhà ơi, nó ngóc đầu. Bỏ vô đó là lát nó ối à. Ê, mệt trộn. Nó không ối thì em ối. Để nó ối con cá rồi kìa. Ối chứ. Ừ, con cá đây. Hả? Ừ, con cá này là nó nuốt nè. Ừ, ối vậy nè. Chạy ra chốc dãy luôn, chết rồi. Ừ. Ghê không? Anh không lấy lại đâu, anh mận đi. Nè, anh bắt được mới con này nè. Ngủ mày. Sao nó ngủ vậy? Ngáp rồi. Phải rồi, anh bỏ trong cái tụng này, anh đi anh cài giặt á. Vậy nó chạy dây thúc chạy. Vậy là không phải nó ngáo đâu. Vậy nó rắn ngáo. Vậy làm giật con cá luôn. Thấy bèo nhèo thấy ghê quá. Ôi, sao nó bèo nhèo hết trơn rồi. Cái giá. Nó bị thiếu oxy với em. Vậy mình luộc nó đi anh ơi. 1, 2. Bỏ vô chung với rắn nó quần nè. 3. 4, 5, từ 5 con. Bỏ tụng á, tỉnh lại chứ gì, còn sống hả? Ừ, thấy nó chết á, hay là mình nấu mì đi. 5 con. Ai biết, muốn ăn không? Ăn, à, em muốn ăn em mới kêu anh nấu mì. Dì lấy đồ đựng này đem vô luôn. Nè, lấy đi. Dì bỏ mấy con cá này vô thùng đá đi mai kho ăn. Được cũng cả chục con á nha. Cá không sao bự bự không à. Mà sao bắt được nó chụp tay hay gì vậy? Rồi nè đổ vô thùng đá đi rồi đem mấy con mực con mày giờ Nghĩa đang luộc mấy con bạch tuộc với lại mấy con dợp đó nha. Dợp này là mấy anh em Nghĩa đi bắt nè. Nó bắt đầu nó cũng há miệng. Đây là dợp lá mày đưa cái gì cho anh vớt kìa. Chín hết. Dợp này nó lâu há đi. Mà nó há cái là nó teo ngắt. Cái dợp bên một bên. Em đổ mì nha. Ừ.
thì thấy chắc nó cũng chín rồi cả nhà. Thì mình vớt cho ra đây luôn. Đã kìa. Nay sẽ hên đi có nè. Có 5 con rồi mà cả nhà thấy nhiều ghê. Rồi. Hai chồng nha, đứa làm ly mì cả nhà. Ăn mì ly. Hôm nay là chén nước chấm huyền thoại nè, mua ở trên đường. Hải sản chấm này là ngon nhất cả nhà. Rồi, mời cả nhà ăn mì với hai chồng nghĩa nha. Mời cả nhà, mẹ ăn. Rồi, mẹ em. Ăn dọp trước đi, mực còn nóng. Còn nóng. Cái dọp này chín quá, nó bị teo cả nhà ơi. Nè, cái được nè. Ngọt, ăn đã lắm. Cái này phải có xả. Bỏ vô miếng xả thơm cả nhà. Chấm cay cay gì mới ngon. Năm con, bốn bự con nhỏ. Vậy cái con này mới ngon. Mẹ là hồi lúc em mười mấy tuổi á, mực mà tới mùa mực nhỏ nhỏ nè, nhiều lắm, giờ không thấy nữa. Nó cuốn ngon quá. Đầu mùa mực á. Mùa mà mực này đẻ là chuẩn bị có một con này nè, cỡ này với nhỏ hơn nhiều lắm. Giờ không hết. Mình làm con nhỏ này nha. Nguyên con luôn. Mới này mà nước lớn lẹ kìa. Nước này chắc lớn lắm mà. Nước này chắc máy đó nha. Nước lớn nè, hy vọng là đi đăng có đồ nữa nha. Năm nay hồi lúc cha cho miệng đá lại nay cũng lâu rồi. Năm nay hai chồng Nghĩa quyết định làm một tay lên miệng đá mới luôn. Mới mốt để chừng nào mình kêu chú làm nhầm. Chắc khoảng cuối năm này có đóng đáy lại cái nha. Tại mùa này đóng đáy không có đồ nhiều cho nên nghĩ nghĩ rồi đi đăng. Mình nghĩ luôn mình. Chứ nước nặng lắm. Miệng đáy mình mà chắc bỏ xuống chắc bể đáy luôn á, bể đáy luôn. Đáy cũ dữ. Lâu dữ rồi. Nay chắc cũng phải từ 5-6 năm rồi. Lúc anh xuống nở với cha đó. Là có miệng đáy đó là lâu rồi. Trước năm, rồi. Năm 6 năm thì cho xin nó 5 tuổi đi là cho 5 6 năm thôi. Ừ, đúng rồi, cả nó. Chắc khoảng tới tháng 11 có đóng lại. Không. Tới đó có tập tích được. Rồi đến đây Nghĩa xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.